Học sinh có nên sử dụng laptop hay không? Câu trả lời là có và tôi sẽ nêu một vài lý do quan trọng. Đầu tiên, laptop là công cụ đắc lực để các ông học sinh có thể học tập, thuyết trình và tìm tài liệu. Thứ hai là việc sử dụng laptop từ khi còn là học sinh sẽ giúp các ông làm quen và sử dụng thành thạo laptop. Và cuối cùng, sau những giờ học căng thẳng mệt mỏi thì nghe nhạc, xem phim hoặc có thể là chơi một số tựa game nhẹ nhàng, trí tuệ sẽ refresh lại tinh thần và cơ thể của các ông học sinh. Tiếp theo là một số lưu ý khi mua laptop cho học sinh. Quan trọng nhất là nên có giá cả phù hợp với túi tiền. Và theo lời khuyên của tôi thì laptop dưới 10 triệu sẽ là khoản đầu tư thông minh và hợp lý. Nó có thể là máy cũ cũng hoàn toàn không vấn đề gì cả. Và khi chọn mua máy cũ thì hãy chọn những cửa hàng laptop uy tín, thời gian bảo hành dài và nhiều quà tặng ưu đãi, như là laptop TCL chẳng hạn này. Ở vị trí đầu tiên là laptop Acer Aspire A31523 New Full Box. Nó có cấu hình CPU AMD 3020E, RAM 4GB, SSD 256, màn hình với 5.6 inch Full HD. Vị trí số 2 thuộc về HP ProBook 650 G2 với cấu hình CPU i5 6200U hoặc là i7 6600U, RAM 8GB, SSD 256, màn hình 15.6 inch HD. Vị trí số 3 là Lenovo ThinkPad X260, cấu hình CPU Intel Core i5 6300U, RAM 8, ổ cứng 256 SSD, màn hình 12 inch HD. Khi mua laptop tại laptop TCL thì chúng tôi sẽ bảo hành phần cứng cho các ông tới 1 năm tại 3 cơ sở tại Hà Nội và sẽ hỗ trợ phần mềm trọn đời. Đặc biệt là các ông học sinh khi mua máy sẽ có những chương trình khuyến mãi riêng và sẽ được tặng những cái bộ quà tặng giá trị như là. Và link chi tiết của mỗi sản phẩm thì tôi sẽ để ở dưới phần mô tả để các ông tham khảo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.